Với khán giả của phim Hàn, hình ảnh nữ diễn viên gạo cội Nam Moon Hee với mái tóc xoăn thương hiệu, nụ cười rạng rỡ đã trở nên rất đỗi thân quen. Các bộ phim đáng chú ý bà từng góp mặt phải kể tới Cuộc Chia Ly Đẹp Nhất Thế Gian, Gia Đình Là Số 1, Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng. Hoạt động nghệ thuật ở một quốc gia cực kỳ coi trọng vẻ bề ngoài, thời trẻ Nam Moon Hee đã gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất vì bà sở hữu vẻ ngoài không mấy nổi bật. Tuy nhiên đổi lại, cùng tài năng và sự khổ luyện, Nam Moon Hee đã từng bước khẳng định và tìm được chỗ đứng cho riêng mình. Bà đã hóa thân rất ngọt vào các vai diễn người mẹ, người bà trên màn ảnh bằng lối diễn xuất rất đời của mình. Không chỉ góp mặt trong các dự án phim truyền hình, Nam Moon Hee còn có nhiều vai diễn điện ảnh ấn tượng, phải kể tới vai người bà của nhân vật chính Yu Sang Hwan trong Cuộc So Găng Cuối Cùng năm 2005. Không dừng lại ở đó, bước sang tuổi 76 với vai diễn Na Ok Bun trong I Can Speak năm 2017, Nam Moon Hee đã thắng giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại 3 lễ trao giải danh giá của Hàn Quốc, gồm giải nghệ thuật Bách Sang lần thứ 54, giải Rồng Xanh lần thứ 38 và giải Đại Trung lần thứ 55. Bền bỉ với sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 5 thập kỷ bằng tài năng và sự khổ luyện, ảnh hậu U80 Nam Moon Hee đã phá tan định kiến phải có nhan sắc mới có thể thành công. Giờ đây, khi người ta an hưởng tuổi già, bà vẫn tiếp tục cống hiến miệt mài cho nghệ thuật thứ 7.